Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Phát triển đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là các thông tin về phát triển đô thị. Tiếp đó trong mục Văn minh đô thị là phóng sự bất cập về đường gom tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, tại hội nghị lần thứ 12 của ban chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các công trình dự án. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 44 địa phương có các công trình giao thông trọng điểm đi qua. Theo báo cáo, hiện ban chỉ đạo đang theo dõi, chỉ đạo 40 dự án trên 92 dự án thành phần trên 3 lĩnh vực là đường bộ, đường sắt và hàng không. Các dự án đi qua địa phận 48 tỉnh thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã hoàn thành 674 km, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên trên 2.000 km. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn đã được khởi công với tổng chiều dài khoảng 29 km, trong đó qua địa phận tỉnh Thái Nguyên là 12 km. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chú trọng triển khai tái định cư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Cả nước phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành 3.000 km đường cao tốc và năm 2030 hoàn thành 5.000 km đường cao tốc. Các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, trong đó đặc biệt chú trọng công tác giải phóng mặt bằng, cung ứng nguyên vật liệu xây dựng. Trên tinh thần bàn làm không bàn lùi, không nói không nói khó, không nói có mà không làm, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, tập trung đẩy mạnh triển khai các dự án công trình trên cơ sở, đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường. Ngày 17 tháng 6, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố về dự thảo nghị quyết quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cơ bản thống nhất với nội dung trình bày của Bộ Xây dựng về dự thảo các nghị định và đề xuất bổ sung một số vấn đề như kinh doanh bất động sản sẵn có và kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản, công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, quy định điều kiện đối với tổ chức cá nhân khi kinh doanh bất động sản, quy định về thực hiện số hóa thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu đã bám sát thực tiễn cũng như đề xuất bổ sung điều chỉnh các nhóm vấn đề phù hợp, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để bổ sung, hoàn thiện dự thảo các nghị định, chú trọng sắp xếp, bố trí các chương, điều khoản, cấu trúc nội dung một cách phù hợp, bài bản, khoa học để trình Chính phủ xem xét, ban hành theo đúng thời gian quy định. Tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên được hoàn thành vào đầu năm 2014, tạo ra động lực mạnh mẽ để tỉnh Thái Nguyên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân. Dọc theo tuyến đường, bộ mặt đô thị của tỉnh Thái Nguyên đã thay đổi mạnh mẽ khi có nhiều các khu cụm công nghiệp và đô thị lớn được hình thành. Tuyến đường đã khẳng định được tầm quan trọng rất lớn để Thái Nguyên phát triển mọi mặt. Tuy vậy, hiện nay trên tuyến đường này vẫn còn tồn tại một số vấn đề liên quan đến việc thiếu và chưa hoàn thiện đường gom, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một bộ phận người dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh nhỏ. Vấn đề này rất cần đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết để đảm bảo đời sống cho nhân dân và hoạt động sản xuất của các đơn vị. Đây là khu vực sinh sống của hơn 10 hộ dân thuộc tổ 8 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nằm sát nút giao Tân Lập. Từ khi đơn vị quản lý tuyến đường và thành phố Thái Nguyên đóng lối mở ra cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông, thì con đường này là lối đi duy nhất. Đoạn đường gom này từ khi có cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hoàn thành, nhưng mới chỉ được thi công phần nền đường, mặt đường chưa được hoàn thiện. Đoạn đường dài khoảng gần 500m, mặt đường nhỏ hẹp, lồi lõm, hiện nay đang gây ra những khó khăn không nhỏ cho việc đi lại sinh hoạt hàng ngày của những người dân khu vực này. Trước kia dân từ bên này đi sang bên kia là có cái đường cũ nhà nước làm được cao tốc ấy, thì bỏ hạng mục cái đường của dân đi. Theo chính sách là bỏ hạng mục của dân đi thì là phải đáp ứng cho dân như là một là có công chui hoặc cầu vượt. Nếu không có hai hạng mục đấy thì phải có đường gom đi về hai phía để đảm bảo cuộc sống cho dân. Đóng cái nút này để đỡ mất an toàn giao thông thì đi đường này có an toàn giao thông còn nguy gấp nhiều lần. Bởi vì đường nó bé, nó sóc. Đường không ra đường, gọi không có phải đi thôi. Ngoài việc ảnh hưởng đến cuộc sống và đi lại hàng ngày của người dân, thì hiện nay hoạt động của một số đơn vị doanh nghiệp sản xuất nằm trên địa bàn tổ 8, tổ 9, phường Thịnh Đán cũng đang bị ảnh hưởng. Do từ khi đóng lối mở ra cao tốc, đường vào khu vực này từ nút giao Tân Lập về nút giao Thịnh Đán
chỉ có các lối vào nhỏ hẹp, phương tiện lớn để phục vụ sản xuất không hoạt động được. Không có đường đi, lại phải đi vòng đến mấy cây số đi nhờ phường khác, xong mới lại vòng đến nhà văn hóa mà cách đây có mấy trăm mét thôi. Muốn kinh doanh, sản xuất các thứ, có một tí cái vật liệu hay cái gì, muốn sửa chữa cái nhà, cái cửa, cái gì, không có lối mà đi. Tổ dân phố cũng đã nhiều lần tiếp xúc với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tỉnh và thành phố. Chúng tôi cũng đã có ý kiến và có văn bản mà nhà nước đến bây giờ là 13 năm cũng chưa giải quyết được cái việc này. Trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Thịnh Đán về việc đường gom đi lại khó khăn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của người dân cũng như một số đơn vị trên địa bàn tổ 8 và tổ 9, đại diện lãnh đạo phường cho biết đã cùng họp với các hộ dân và các đơn vị sản xuất để tìm giải pháp tháo gỡ. Có văn bản báo cáo thành phố để xin chủ trương cải tạo sửa chữa đường gom dân sinh thuộc tổ 9 và Ủy ban thành phố đã chấp nhận và đã cho chủ trương để cải tạo đường dân sinh đó theo hình thức là xã hội hóa, thực hiện theo luật quy định pháp luật. Còn đối với các hộ dân thuộc tổ 8, Ủy ban phường cũng đã khảo sát và đã tiếp thu những ý kiến đó để có một cái biện pháp sớm nhất báo cáo cơ quan chức năng để cải tạo cái đường đó để thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của các hộ dân. Ngoài khu vực nút giao Tân Lập đến nút giao Thịnh Đán thì tại nút giao Sông Công, tình trạng thiếu đường gom cũng đang gây ra những khó khăn tương tự, làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cụ thể, khu vực nút giao này tại vị trí từ quốc lộ 3 cũ vào cao tốc theo hướng từ Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Tại đây, một đơn vị sửa chữa ô tô và một số hộ dân do chưa có đường gom nên phải đi chung với đường dẫn vào cao tốc. Đi vào thì có thể được, nhưng đi ra thì phải đi ngược chiều. Bất cập ở chỗ là không có lối ra. Thế mà nếu mà như chúng tôi ở đây mà làm xong lại phải chạy ngược lên trên kia với quay đầu lại được. Mà đi như thế lại mất khoảng 20 cây cả đi cả về. Thế nên là nó rất là bất cập. Ngày nào cũng phải 1-20 người đi xe ra xe vào, là vì xe con, xe kinh doanh các thứ của người ta đi ra vào nhiều mà. Nhà họ ở trong này, đi trường thì ngay đây mà đến bây giờ họ đón rồi mà bắt họ đi tận lên Tân Lập kia họ quay xuống họ đón thì nghe chừng nó cũng bất cập. Vì họ đều phải đi ngược chiều hết, nên là rất mất an toàn. Chúng tôi mong muốn là chỉ cần một cái lối ra từ ở trên kia các hộ dân ở trong đấy đi ra thôi. Đấy, bắt vào cái đường 3. Tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên sau khi hoàn thành đã tạo ra động lực mạnh mẽ để tỉnh Thái Nguyên thu hút các tập đoàn kinh tế đến đầu tư, giúp cho tỉnh phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đời sống của người dân cũng ngày một nâng lên. Tuy vậy, vấn đề thiếu và chưa hoàn thiện đường gom xảy ra tại các khu vực nút giao Thịnh Đán, Tân Lập, Sông Công của tỉnh Thái Nguyên đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và cuộc sống của một bộ phận người dân, cũng như hoạt động sản xuất của một số đơn vị, đồng thời tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Vấn đề này rất cần đơn vị quản lý tuyến đường và chính quyền các địa phương quan tâm, có biện pháp giải quyết trong thời gian tới để đảm bảo cuộc sống cho người dân cũng như hoạt động sản xuất của các đơn vị doanh nghiệp. Đến đây, chuyên mục phát triển đô thị của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.